vô chạy mình trước, tới siêu lúc giỏi rồi là lấy cái đường khí chạy tẻ tập chứ không lấy cái hơi thở. Hồi trước là còn này 4-5 cái hơi lên tới đầu là mới từ trong ra, rồi từ trong ngoài vô là cũng 4-5 cái hơi xuống rồi. Thì nó rất là lâu. Thì cái bài tệ vị của anh là bài 27 thức nó kéo rất là lâu. Nếu tập đúng hơi của nội của khí lúc nó khỏe lắm. Nhưng bây giờ mình tập tách rời cái hơi thở nó quen đi, rồi bắt đầu ngày đầu tiên anh hơi thở anh tập một tức một làm cho được 8 cái hơi thở thả, cái tập thong thả đấy. Ờ, từng cái một cái được 4, tức là đây có 4 hơi trước, nó 4 hơi là nó xong. Chỉ cái bàn tay từ trong đang để vậy, từ trong ra là đã đứng tới đây, ví dụ tới đây là nó ngay thắt lưng này, tới đây là tới sau lưng, sau lưng là cái tay ta nó hơi banh à, à thay nó khác rồi. Ví dụ trước đứng như đây, cái tay đang để đây, anh đổ người nó đi một nửa là đó là thấy ngay đây, rồi nó muốn ra chốc cái tiền hơi banh này, ra thì nó phải ra đây để nè, giống như hít đất vậy, nè thấy nó như hít đất vậy, thấy không? Thấy nó gấn cái này liền, anh để hơi xa, anh kéo ra, là nó gấn này lên đây. Rồi tôi để dựng giống nhìn cái tượng ngựa cỏ đó, giống như con kỳ đà leo lên cái bức tường đó, là do nó khiến lên này, thấy không? Lên tới trên là lên tới bát thọ, rồi lên bát thọ là thải tạo ra, rồi em đứng là nó vô giữa, là cái tay thẳng rồi là cái đầu vô giữa đó, nó vô lên bát thọ, rồi nó xuống con đường cũng đứng vậy cũng được đó, xuống. Nó rất là lâu. Đó là giai đoạn 2 của tể tụy đó. Vì nó cao hơn mà nó lại thông toàn thân. Máu huyết đi một thức là nó thầm máu huyết thông toàn thân để về một thức. Cái ý nó nói là khi một cái máu muốn lưu thông thì chỉ cần một động tác là máu nó bằng nó thông toàn thân. Thì cũng như hồi trước anh bệnh, nó đau một chỗ sốt tận đó. Con người nó luôn vậy đó. Một chỗ bệnh mà toàn thân phải sốt lên mới đánh phá được cái chỗ đó. Mọi thứ nó tập trung vào chỗ đây. Thành ra cái bàn tay dơ ra cho nó rửa tủy là toàn thân phải nóng lên hết để rửa cho là một dội nó một lần, chứ không phải là lơi khơi tập như là thể dục khiến nó hay hơn. Thành ra bởi giờ khi mấy người giỏi nó chỉ đưa một cái nó nóng toàn thân nóng hết. Mà nóng này nó nóng do cái động tác của tay này tạo ra, nửa động tác này, một động tác này nóng toàn thân. À, còn nữa là một động tác này nóng toàn thân mà nó nóng từ dưới lưng nó lên rồi nóng nó chạy xuống bụng thông hết cơ thể, nhưng mà nó không nhiều động tác để làm nóng, không như vậy. Còn cái này xong là mình có cái ý gì dẫn thì quen rồi nữa, anh không cần, anh vừa đẩy ra thấy anh thấy cái ý nó chạy cái suy nghĩ nó đưa, thấy có cái luộc cái hơi chạy lên chạy xuống nha, thấy cái hơi nó dưới nó bóp lên đầu nó xuống cái ọt vừa ra lên tới đỉnh đầu xuống cái này, lúc tay chân làm giống như lỗ cho lông nó hở nó hết, giống như con gà nó sừng cái gáy lên. Anh tập ve nó thấy như con gà nó chuẩn bị đó là hai cái gáy nó sừng xả xuống, giống như mình tập khí công nè, mình tại mình không có lông gà chứ mình đúng là làm gì cái sừng cái gáy lên. Anh tưởng tượng tôi nói sừng cái gáy gà là cái anh thấy muốn người nó lỗ cho lông nó mở ra, cái ý phải vậy. Anh chỉ nghĩ tới cái con gà nó xì sừng lông gáy là cái người anh nó mở lỗ chân lông ra rồi. Con chó vậy, ai tấn công thấy mở hết bụng lòng lấy khí vô đó, thì cái lúc cái trạng thái mà bắt đầu nó lên tới cực đỉnh, anh phải giống con gà sừng cái cầu lên, con chó là tới gần phải gừ thiệt mạnh trong đầu sắp tấn công rồi nữa đó, anh sẽ chính nó mở ra cái ý nó, cái thần đó là cái thần của luyện tập. Cái thần luyện tập khi nó lên cực đại là phải tưởng tượng như qua tới gần nó chuẩn bị đánh nó thì khi nó mới mở, còn anh không có tư tưởng nó không bao giờ nó mở. Tập gì mà liều xìu vậy, mày quánh người ta mà cái mặt mày không có cái ý đánh thiệt vậy, mày có tiếng tấn công mày làm như cái thằng bóp vơ, nó không cuộn lại, tức là mày trong ngoài không thống nhất, mày muốn chữa bệnh, mày không cuộn đánh cuối cùng là mày phải làm sao sừng cò đấy chứ, chứ mày không gà tới gần cái đứng nhè đánh vậy, nó sừng, thấy con gà mẹ mà con chim ưng nó đánh con nó không, sừng như vậy bao bọc như này. Nó tức là nó hy sinh sinh mạng lên cho con đó, lúc đó là khí mạnh nhất. Thì lúc tập thì có cái ý đó, đang tập tới lúc lên được cực đỉnh lên đây là đi cực đại, nó phải sưng cái cò lên tới đây cành này, cái tóc nó phải dựng đứng lên, tương tự là nó qua đây cái tóc nó xìu xuống. Cái tư tưởng phải dạy thì khí nó mới chạy, còn không thì đừng bao giờ có. Hình như nhiều người tập á,
cũng theo cho ngươi dạy nó chuẩn, thở 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 nhẹ nhẹ nhẹ, càng lên nó càng khó, thì mày phải cái tinh thần này càng khó chịu, phải căng thẳng chứ. Giống như anh bước lên gần tới đỉnh cố đụng nó ra cuối cùng để vượt qua, vậy anh không có tư tưởng đó, là cái hồi nãy giờ anh tập xạo không vượt qua được, không có hiểu mẹ vậy đó. Anh không hiểu trong cơ thể nó có những cái tính vươn lên của nó, mà cái tinh thần nó phải có vươn. Bởi vậy tới đây anh thấy là giống như lên một bước, hai đây bước ba lên đỉnh là cao nhất. Nghĩ một cái là thấy nó chỉ giận ra áp à, anh chỉ suy nghĩ thôi nó giận ra áp rồi đó, mà các kết hợp vô tở cả cái cử động thì nó đạt cái gì anh sẽ hiểu. Cơ thể nó lên, nó đạt gọi là cái trạng thái lấy được siêu năng lượng của cơ thể, anh nắm được cái siêu năng lượng cơ thể rồi, cái gì cũng thành công. Con thú nó nhảy qua cái nóc nhà, nó con mèo nó nhảy lên cái nóc bàn, nó lấy được siêu năng lượng được, nó điều khiển cái siêu năng lượng, thường ra nó giận cái hết bung cái nó nhảy cao 10 thước lên. Anh để hơn lúc là anh thấy là những người đi sáng mà cái lỗ nó hở nó một cái siêu, lúc đó những cái đó là khí mạnh nhất, mà anh thấy nó ngột lắm, ngột tiếng ngột lần dần. Cái trạng thái là gọi là trạng thái căng thẳng nhất của con người, mà anh thắng được là luôn bình tĩnh, tức là nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất mà anh vẫn bình tĩnh thức dữ rồi. Cái thằng nó hơi dao động chút là nó rối lên con mình tức cực đỉnh rồi, lòng cái nó sưng lên mà ta vẫn xài xìu xuống được. Mà lúc đó là năng lượng mình, nội khí anh rất là mạnh, nó phá đi tất cả những cái đường kinh lạc đang bế tắc, mà nó chữa tất lại bệnh. Tức là giả sử bây giờ anh đang đi, anh đang đau đớn mà anh bị trớt lên hết cái hết liền, anh buồn ngủ trớt lên sao tỉnh ngủ, cái năng lượng nó phục được cái năng lượng ghê chưa, trong người nó ra một cái năng lượng gì nó hóa giải tất cả đang khó khăn trong người liền, thì đang nó phải làm cái trạng thái đó. Đang đi mà cứ trượt tỉnh liền tại sao kỳ cái đó là sự sợ hãi lên maximum, khí nó phải làm cái đó mới được. Con thú nào nó cũng vậy, mày thấy anh thấy con chó, con sư tử tới gần thấy không, nó ốm yếu, nó nhiều lúc không dụ tới gần những con khác, con mà hiền nhất mà tới gần nó mà bắt đầu nó muốn cái anh muốn giết nó, cái khoảng phản xạ nó ghê lắm như nè. Thì mình sao mà không có, con người không bao giờ có cái đó, kháng bệnh phải có tư tưởng kháng bệnh, giống như con cái bệnh trong điện cách nó quấn lại chứ, chứ sao mày tưởng bình thường vậy. Tinh thần phải có, mà tinh thần anh biết là trong quân đội nha, ông tướng bị tấn công, nếu tấn công cho thằng nào tấn nó còn có cái thằng chỉ huy, cái thần nó chỉ huy thì toàn tế bào nó mới kháng vậy. Còn lúc đó thì lúc nó sẽ làm đúng, nó sẽ toát ra cái âm thanh kỳ lạ, nó sẽ có cái gầm gừ của anh cứ đi từ đây xuống xong là đó, cái đường đó là đường khí, cái đó mới gọi là thở khí công. Thở khí công nó đi một vòng như vậy, nhưng mà hơi thở phải cung cấp cho hành vi là luyện khí, thì bắt đầu cái đó là luyện khí. Mà nửa quen rồi anh chỉ sáng cứ đứng vậy thôi, anh tập hoài khỏe rồi, chưa nói tới cái động tác của tại vì